Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2023, khu vực tỉnh giảm mưa, cường độ nắng mạnh dần. Nguyên nhân là do hiện các hình thái thời tiết gây mưa như rãnh áp thấp, trường gió Tây Nam hoạt động yếu dần, nền nhiệt gia tăng so với những ngày qua, nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Mưa vẫn còn diễn ra rải rác vài nơi, tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và tối. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 16 tháng 6 và ngày mai 17 tháng 6. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, độ ẩm 73 đến 78%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 72 đến 77%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 17 tháng 6 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 347 cm vào lúc 2 giờ và nước ròng mức thấp nhất 41 cm lúc 19 giờ 45 phút. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong ngày hôm nay cho thấy chất lượng không khí khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều ở mức tốt cho sức khỏe. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 16 tháng 6 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 37, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 22. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa ở mức tốt 40.